Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát sóng hàng ngày trên kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18:30. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Khoảng 1,85 triệu thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa một chiều từ 0 giờ đêm nay. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý các điểm đen tai nạn giao thông. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hình sự ở Manhattan, New York. Thưa quý vị, hôm nay ngày 31 tháng 3 là hạn cuối cùng cho những thuê bao di động chưa chính chủ thực hiện việc chuẩn hóa thông tin để trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện các nhà mạng vẫn đang tăng cường nhân lực và các giải pháp từ công nghệ, kỹ thuật đến thủ công để hỗ trợ khách hàng nhanh nhất có thể. Thưa quý vị, ghi nhận vào sáng hôm nay tại điểm giao dịch ở đường Nguyễn Du, quận 1 của mạng Mobifone cũng có khá đông người dân đến đây để nhờ sự hỗ trợ và tư vấn của các nhân viên. Mấy bạn nhân viên ở đây phục vụ rất là nhanh chóng và nhiệt tình. Nói chung là trong vòng đến 5 phút là tôi đã cập nhật xong. Số điện thoại của tôi thì tôi đã sử dụng hơn 10 năm qua thì tôi cũng không nghĩ là tên của một người khác. Kiểm tra lại thì tôi thấy không phải tên của chính chủ thì tôi đã cập nhật lại vào ngày hôm nay. Để kịp thời hỗ trợ khách hàng, nhà mạng Mobifone Vinaphone đã tăng cường nhân viên và bàn hỗ trợ, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng cài đặt app tự cập nhật thông tin nhằm giảm áp lực khách hàng đến cửa hàng. Theo Cục Viễn thông, đến ngày 31 tháng 3 đã có 1,99 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa thông tin. Số thuê bao có nguy cơ bị khóa liên lạc là 1,85 triệu. Bắt đầu từ ngày mai 1 tháng 4, những thuê bao không có thông tin chính chủ sẽ bị khóa một chiều. Tuy nhiên, các nhà mạng vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng để chuẩn hóa thông tin. Trong năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh thêm 7 điểm đen tai nạn giao thông. Những cung đường này trở thành nỗi ám ảnh của người dân và thách thức cho ngành giao thông thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kéo giảm 5-10% ở cả 3 tiêu chí trong năm 2023. Để làm được điều này, không chỉ các ngành chức năng, chính quyền địa phương mà từng người dân cũng phải vào cuộc. Thưa quý vị, cầu Ba Son là một trong 7 điểm đen về tai nạn giao thông phát sinh trong năm 2022. Vào các khung giờ cao điểm thì tình hình giao thông, lưu lượng giao thông tại khu vực này rất đông. Đặc biệt là việc phân luồng giao thông tại khu vực này cũng khiến cho tình trạng giao thông trở nên phức tạp. Nhiều người cứ đi vòng vô vòng nhất rồi họ vòng ngược ra lại, đi xuống này đỡ vòng ngược ra lại, đừng những hiểu cảnh đó. Bên cạnh việc hoàn thiện các công trình hạ tầng giao thông thì việc tăng cường tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông của người dân cũng góp phần quan trọng. Phối hợp tốt giữa công tác tuyên truyền và công tác tuần tra xử lý đối với các cái hành vi trực tiếp là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, trong đó xử lý chuyên đề nồng độ cồn. Một mặt thì những cái công trình mà chúng ta đưa vào thì phải tập trung để khai thác cho đồng bộ, phải có sự phân luồng tổ chức giao thông đảm bảo an toàn giao thông. Đây là các giải pháp thiết thực góp phần xóa bỏ các điểm đen giao thông, đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Bão bụi tại công trường sân bay Long Thành đang ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân và hoạt động giao thông trên các tuyến đường lân cận. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kèm theo gió lớn khiến tình trạng ô nhiễm bụi càng thêm trầm trọng. Lốc xoáy bụi cao hàng chục, thậm chí hàng trăm mét như vòi rồng cuốn phăng bụi đất lên không. Bụi đỏ phát tán hàng chục cây số tràn sang cả huyện Nhân Trạch và thành phố Biên Hòa, tấn công hàng ngàn hộ dân. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường DT769 cũng bị ảnh hưởng nặng. Màn sương bụi khiến người đi đường gặp không ít khó khăn, nhất là người đi xe máy. Theo kết quả quan trắc không khí của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, ô nhiễm bụi tại công trường vượt quy chuẩn từ 1,02 đến 18,32 lần. Sở đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc điều tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại dự án. Tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có giải pháp khắc phục tình trạng trên. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào tối qua ở xã Tân Quang, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã gây thiệt hại lớn. Nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng, hàng trăm cây cao su gãy đổ, gây mất điện trên diện rộng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Theo thống kê ban đầu, hai hộ bị thiệt hại nặng là hộ bà Trần Thị Hương với khoảng 500 cây cao su, gần 30 năm tuổi, và hộ ông Nguyễn Văn Mưu thiệt hại 600 cây cao su, khoảng 10 năm tuổi, và một mái dòm. Ngoài ra còn có một căn nhà đổ sập, nhiều nhà bị tốc mái, 5 trụ điện cao thế gãy ngang. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng cho dân quân, công an, cán bộ xuống hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai.
xã Tân Quang đang tiếp tục thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Lại có thêm 2 người ngộ độc do ăn cá chép ủ muối chua ở Quảng Nam. Đây là thức ăn truyền thống của đồng bào dân tộc ở địa phương. Vụ việc xảy ra không lâu sau 10 ca ngộ độc được ghi nhận trước đó. Ngày 31 tháng 3, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân Hồ Thanh Đảm, 13 tuổi và chị Y Ngái, 40 tuổi, đều ngụ tại huyện Phước Sơn. Hai trường hợp được xác định không liên quan đến nhau, nhưng trước đó đều có dùng món cá chép muối ủ chua cùng gia đình. Theo người nhà của các bệnh nhân, sau khi ăn cá ủ chua thì cả hai bị nôn mửa, chóng mặt nên được đưa vào cấp cứu. Tuy nhiên, hai bệnh nhân chưa có biểu hiện liên quan đến ngộ độc botulinum giống những ca trước đó. Được biết, sau khi vụ việc nói trên xảy ra, đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã truy vết và lấy mẫu cá muối ủ chua ở vùng cao Phước Sơn nhằm điều tra, giám sát, xử lý nguồn độc. Tạp chí du lịch quốc tế nổi tiếng Condé Nast Traveler, CN Traveler, mới đây đã giới thiệu tới độc giả 10 điểm đến du lịch rẻ nhất châu Á trong năm 2023, và Việt Nam cũng nằm trong danh sách này. Giới thiệu về Việt Nam, CN Traveler viết, Việt Nam có rất nhiều điều bất ngờ cho du khách, như những ruộng bậc thang siêu thực, những ngôi chùa đẹp và khoảng 3.000 km bờ biển nhiệt đới. Đường Hồ Chí Minh sẽ đưa bạn đi qua chặng đường lịch sử của đất nước Việt Nam. Trong khi đó, một loạt các nhà hàng, quán bar ấn tượng sẽ mang đến hương vị ẩm thực và văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, những núi đá vôi hùng vĩ cùng những hang động, hố sụp và những vùng nước xuyên qua thung lũng là những cảnh đẹp mà bạn phải tận mắt chứng kiến. Trong danh sách 10 điểm đến du lịch rẻ nhất châu Á năm 2023 còn có những cái tên khác như Lào, Indonesia, Armenia và Bhutan. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một cựu tổng thống đối mặt cáo buộc hình sự. Ngày 30 tháng 3, bồi thẩm đoàn Manhattan bang New York đã quyết định truy tố ông Donald Trump sau cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng trả cho một nữ diễn viên trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Trump ngay lập tức đã bác bỏ cáo buộc. Cựu tổng thống Donald Trump bị truy tố liên quan đến cáo buộc trả tiền để đổi lấy sự im lặng của nữ diễn viên Stormy Daniels, được cho là có mối quan hệ tình cảm với ông Trump trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016. Nhiều nguồn tin cho biết, theo cáo trạng dự kiến được công bố trong vài ngày tới, ông Trump sẽ phải đối mặt với hơn 30 tội danh. Cựu tổng thống tuyên bố ông hoàn toàn vô tội và nói việc truy tố này mang yếu tố chính trị nhằm loại bỏ ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Nhiều người ủng hộ ông Trump đã tập trung bên ngoài dinh thự Mar-a-Lago tối 30 tháng 3 để phản đối quyết định của bồi thẩm đoàn. Trên Twitter, thống đốc bang Florida ông Ron DeSantis nói rằng Florida sẽ không hỗ trợ yêu cầu dẫn độ do còn nhiều nghi vấn liên quan đến công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg. Thống đốc DeSantis cáo buộc ông Bragg đã vũ khí hóa hệ thống pháp luật để thúc đẩy một chương trình nghị sự chính trị. Tỷ lệ sinh giảm kỷ lục là một vấn đề nóng ở nhiều nước châu Á, và tình hình này đặc biệt nghiêm trọng ở Nhật Bản. Dù chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách thúc đẩy việc sinh con, thế nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Aoi Hoshi và Eita Sato đều 15 tuổi, là những học sinh duy nhất và cũng là học sinh cuối cùng tại trường trung học cơ sở Yumoto ở ngôi làng miền núi Tenei, tỉnh Fukushima. Không có học sinh mới, ngôi trường 76 tuổi này sẽ đóng cửa vĩnh viễn khi Hoshi và Sato tốt nghiệp. Khi hiệu trưởng nói rằng trường sẽ đóng cửa, em rất buồn. Em nghĩ rằng thật lãng phí khi đóng cửa một ngôi trường có lịch sử lâu đời như thế này. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản giảm nhanh hơn dự kiến, khiến việc đóng cửa trường học tăng tốc. Dữ liệu của chính phủ cho thấy khoảng 450 trường học ở nước này đóng cửa hàng năm. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết cả nước có gần 800.000 ca sinh vào năm ngoái, con số thấp nhất từng được ghi nhận, giảm gần một nửa trong 40 năm qua. Trước tình trạng này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết các biện pháp chưa từng có để cải thiện tỷ lệ sinh thấp, trong đó có cả tăng gấp đôi trợ cấp cho trẻ em. Vườn Hồng là một trong những địa điểm hay được nhắc tới nhất của Nhà Trắng, nơi Tổng thống Mỹ và gia đình sinh sống làm việc hàng ngày. Thời điểm này, vườn hoa đang nở rộ, báo hiệu mùa xuân đã về. Các bãi cỏ nằm ở phía Bắc, phía Nam và vườn hồng là những khu vực nổi bật với những cánh hoa rực rỡ trong không gian đầy nắng. Không chỉ là nơi thư giãn ngắm cảnh,
Khu vườn hơn 100 tuổi này còn được sử dụng trong rất nhiều sự kiện của Nhà Trắng. Chuyến tham quan Nhà Trắng, The White House Garden Tour đã được khởi động lại vào năm ngoái sau hơn 14 tháng gián đoạn do dịch COVID-19. Tour tham quan có từ năm 1973 do cựu đệ nhất phu nhân Pat Nixon khởi xướng, diễn ra hai lần mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu. Nghệ thuật đan móc, thêu thùa ngày càng thu hút nam giới ở Mỹ với sự xuất hiện của nhiều câu lạc bộ mang lại cho người tham gia cơ hội thỏa mãn đam mê. Sam Basky ở Baltimore được xem là nghệ sĩ sáng tác với đôi kim đan. Loạt tác phẩm 160 chiếc áo len đan tay tái hiện các thắng cảnh và công trình nổi tiếng của anh đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Basky tuyên bố muốn xóa bỏ định kiến rằng đan thêu chỉ là công việc dành riêng cho phụ nữ lớn tuổi. Hầu hết những người theo dõi sản phẩm của tôi là những người trong độ tuổi từ 20 đến 40. Dưới đan móc chỉ dành cho các mẹ, các bà là một định kiến sai lầm. Hoạt động này có thể dành cho mọi người, mọi lứa tuổi. Anh Basky là thành viên câu lạc bộ DC Men Knit, sinh hoạt đều đặn mỗi tháng 2 lần để trao đổi kinh nghiệm về đan thêu. Người điều phối câu lạc bộ cho biết họ đã đón nhận thêm nhiều thành viên mới trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Trên dòng sông Thêm ở London, Anh, có một con cá mập robot đang ngấu nghiến rác thải nhựa. Nó có thể giúp làm sạch môi trường nước bằng cách loại bỏ số rác thải tương đương hơn 22.700 chai nhựa mỗi ngày. Cá mập robot có tên gọi là Weight Shark có thể di chuyển 5 km trước khi phải sạc lại pin và giúp thu gom tới 500 kg nhựa và các chất gây ô nhiễm khác trong nước. Weight Shark được thiết kế để quét trên mặt nước, thu gom rác, mảnh vụn và đưa số rác thải này trở lại đất liền. Số chất thải nhựa sau đó sẽ được tái chế. Cá mập robot có hai phiên bản, một phiên bản điều khiển từ xa và một phiên bản tự động. Weight Shark không tạo ra khí carbon, không gây tiếng ồn và đặc biệt không gây ra mối đe dọa nào đối với các sinh vật bên dưới dòng nước. Trong khi hoạt động, thiết bị cũng thu thập các dữ liệu chi tiết về chất lượng nước. Robot cá mập có giá bán khoảng 20.000 bảng Anh hoặc giá thuê khoảng 1.000 bảng cho mỗi tháng. Tiếp theo trong 60 giây. Công an Gia Lai bắt giữ đối tượng giết người mang quốc tịch Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ cứu nạn lặn tìm người đàn ông nhảy cầu Phú Long mất tích. Thưa quý vị, do mâu thuẫn với nhân viên, trong lúc nóng giận, Giang Chung-gu, quốc tịch Trung Quốc là giám đốc công ty, đã dùng dao đâm người này tử vong rồi bỏ trốn. Hôm nay, công an thành phố Pleiku cho biết đã phối hợp cùng với công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng này. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 3, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Dinh Nhuận tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phát hiện chị Lý Thị Mai là kế toán của công ty bị sát hại. Qua điều tra, cơ quan công an tỉnh Bình Dương xác định nghi phạm gây án là Giang Zhongwu, giám đốc công ty. Nhận tin báo đối tượng Wu đã bỏ trốn lên thành phố Pleiku, giám đốc công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy tìm. Đến tối qua, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng có mặt trên địa bàn phường Phù Đổng nên khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị Mai xảy ra cãi giả. Vì quá tức giận, y dùng dao cắt hoa quả đâm chị nhiều nhát dẫn đến tử vong. Khám xét người và hành lý đối tượng, công an phát hiện tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo quy định. Một vụ tai nạn chết người đã xảy ra sáng nay tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, va chạm giữa một xe ô tô và một xe lăn khiến một người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 30 tại khu vực trạm thu phí cũ gần cầu Cỏ Mây. Tại thời điểm đó, xe ô tô mang biển kiểm soát 72A56461 lưu thông hướng từ Vũng Tàu đi Bà Rịa đã va chạm với xe lăn tay đang băng sang đường. Tài xế ô tô và người dân đã nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, người điều khiển xe lăn đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tối qua 30 tháng 3, trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa một xe máy và xe ô tô khiến một người nguy kịch. Đáng chú ý, thanh niên đi xe máy lưu thông ngược chiều khi tai nạn xảy ra. Anh Nguyễn Văn Sâm, 22 tuổi, quê Bình Định, đi xe máy ngược chiều vào làn xe ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Bình Lợi về Đinh Xuân.
Khi vừa qua cầu Gò Dưa, một ô tô 4 chỗ tông trực diện vào xe của anh Sam. Cú va chạm mạnh làm anh này lao về phía trước, đập đầu vào kính chắn gió ô tô, ngã xuống đường. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện thành phố Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã tới xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Thông tin ban đầu, anh Sam vừa đi nhậu cùng với đồng nghiệp và đang trên đường về nhà trọ thì gặp tai nạn. Đến chiều nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm một người đàn ông nhảy cầu Phú Long, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh tự tử. Khoảng 9 giờ sáng nay, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe đạp trên cầu Phú Long hướng từ thành phố Hồ Chí Minh qua Bình Dương. Khi đến giữa cầu, người này để xe lại rồi bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn. Nạn nhân chới với dưới dòng nước khoảng 2 phút rồi chìm xuống sông mất tích. Nhận tin báo, công an Bình Dương và công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Theo ghi nhận, ở thời điểm xảy ra tai nạn, trên sông nước dâng cao chảy mạnh khiến việc lặn tìm của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy người đàn ông mất tích. Ngày 31 tháng 3, công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ hình sự nhóm các đối tượng gồm Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Hồng Sơn, Phan Văn Cảm và Võ Thành Đạt để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 29 tháng 3, anh Lê Quang Trung đang ngủ tại nhà trọ ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh thì nghe tiếng gõ cửa. Khi anh vừa mở cửa, bất ngờ bốn đối tượng trên xông vào phòng, dùng dao đe dọa, cướp đi một chiếc xe máy và điện thoại di động. Nhận được tin báo của bị hại, công an huyện Sơn Tịnh đã truy xét và sau gần 10 giờ gây án đã bắt được bốn đối tượng trên khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo điều tra, công ty này điều hành hoạt động ứng dụng với tên gọi BBI Mall để kết nối người bán và người mua, cho phép người mua được tích điểm và hoàn tiền lên tới 100% khi mua hàng trên ứng dụng. Tuy nhiên, BBI Mall hầu như không có giao dịch mua bán hàng hóa. Thực chất, đây chỉ là hình thức để một số cá nhân cùng đường dây kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng nhằm hưởng chính sách do công ty đưa ra với mức lợi nhuận cam kết lên đến 180% một năm. Tính đến tháng 4 năm 2020, ứng dụng này đã thu hút trên 400.000 tài khoản với tổng số tiền thu được là 780 tỷ đồng. Công an đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. Argentina đã nộp đơn chính thức để xin đăng cai World Cup U20 năm nay thay cho Indonesia. Thông báo được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra vào hôm qua 30 tháng 3. Đến nay, Argentina là đất nước duy nhất nộp đơn chính thức. FIFA sẽ quyết định chấp nhận đề xuất này hay không trong 2 hoặc 3 ngày tới, rất gần với thời điểm dự kiến bắt đầu giải đấu là vào ngày 20 tháng 5. Trong tình huống khẩn cấp, chúng ta phải quyết định nhanh chóng. Chúng ta không có thời gian cũng như tài liệu để lên kế hoạch và ý tưởng. Chúng ta phải đến một nơi mà mọi thứ đã sẵn sàng và nơi mà chúng ta biết rằng World Cup, FIFA và bóng đá được chào đón. Trước đó, FIFA đã tước quyền tổ chức giải đấu của Indonesia sau khi Liên đoàn bóng đá quốc gia nước này hủy lễ bốc thăm chia bảng giải đấu. Lý do là vì chính quyền hai tỉnh Bali và Trung Java tuyên bố không cho phép các cầu thủ Israel nhập cảnh liên quan đến mâu thuẫn hiện tại giữa Israel và Palestine. Ngày 30 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã ủng hộ các vận động viên Nga và Belarus trở lại thi đấu tại các giải quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lausanne, Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC nhấn mạnh, vì một số nước châu Âu chỉ trích kế hoạch đưa các vận động viên Nga và Belarus trở lại tranh tài trên đấu trường quốc tế là hành vi không tôn trọng quyền tự chủ trong thể thao. Thật đáng trách khi họ không giải quyết vấn đề liên quan tiêu chuẩn kép. Chúng tôi chưa thấy bình luận nào từ các nước này về sự tham gia của các vận động viên từ 70 quốc gia đang xảy ra chiến tranh và xung đột vũ trang trên khắp thế giới. Hôm 28 tháng 3, IOC ra khuyến nghị về việc để các vận động viên Nga và Belarus quay trở lại thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, một số nước châu Âu đã phản đối với lý do cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn còn tiếp diễn. Tin mới nhận, 5 người gồm lãnh đạo và đăng kiểm viên ở trung tâm đăng kiểm 6109D ở Bình Dương bị bắt khẩn cấp vì nhận hối lộ, bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện. Các cá nhân bị bắt gồm Võ Quốc Phong, giám đốc, Lê Quốc Diệt, phó giám đốc, Hồ Trọng Nhân, trưởng phòng,
Phan Công Kiên và Vũ Văn Dẻ, đăng kiểm viên. Trong đó, Võ Quốc Phong và Hồ Trọng Nhân được xác định có hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Ba người còn lại có hành vi nhận hối lộ. Trước đó, ngày 28 tháng 3, lực lượng công an đã khám xét trung tâm đăng kiểm 6109D tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, thiết bị điện tử trong hoạt động kiểm định tại trung tâm. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tại trung tâm đăng kiểm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện tới kiểm định, không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới cải tạo để thu tiền của chủ phương tiện gây quỹ hoạt động trung tâm. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình 60 giây của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ 30 phút sáng mai với những thông tin mới tiếp tục được cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.